Biến ngân hiện nay là một tình trạng rất thường gặp đối với trẻ em, làm cho các bậc phụ huynh vô cùng đau đầu. Thực sự thì biến ngân gây ra rất nhiều ảnh hưởng đối với trẻ. Đơn giản nhất là ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao, cân nặng cũng như sự phát triển trí não của trẻ, thậm chí còn ảnh hưởng đến hệ miễn dịch của trẻ. Thì trẻ biến ngân tất nhiên là trẻ sẽ từ chối thức ăn, từ đó sẽ gây ảnh hưởng đến việc hấp thu các chất dinh dưỡng cần thiết cho trẻ, ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao cũng như cân nặng. Đơn giản như ví dụ trẻ không hấp thu được vitamin A sẽ làm cho trẻ bị khô giác mạc nè, thậm chí là mù lòa. Không hấp thu được vitamin B có thể gây ra tình trạng tê phù. Không hấp thu vitamin C sẽ ảnh hưởng tới hệ miễn dịch của trẻ. Còn ngoài ra là vitamin D, nếu thiếu vitamin D cũng như là vitamin K2 ảnh hưởng tới sự hấp thu canxi, từ đó gây cho trẻ tình trạng còi xương, suy dinh dưỡng, chậm lớn, ảnh hưởng tầm vóc sau này của trẻ. Thứ hai, nếu trẻ biến ăn thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ. Thì tại sao như vậy? Tại vì cơ bản nếu mà trẻ biến ăn sẽ chậm hấp thu, không hấp thu được một số các dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của não bộ, ví dụ như DHA, omega 3, omega 6, taurin là những chất rất cần cho sự phát triển trí tuệ sau này của trẻ. Một ảnh hưởng to lớn nữa đó chính là hệ miễn dịch. Thì cơ bản là nếu trẻ biến ăn thì sẽ không hấp thu được các vitamin và dưỡng chất giúp phát triển hệ miễn dịch của trẻ. Thì theo nhiều nghiên cứu, trong một trẻ biến ăn thì sẽ phát triển cân nặng ít hơn 2 lần, ít hơn 2 đến 3 lần so với một trẻ được hấp thu chất dinh dưỡng đầy đủ. Và trẻ biến ăn có nguy cơ mắc các bệnh viêm đường hô hấp gấp 45%, hơn 45% so với một trẻ được có dinh dưỡng hợp lý. Bởi vậy ta thấy được là biến ăn gây rất nhiều ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của trẻ, cả về chiều cao, cân nặng, cũng như sự phát triển não bộ và hệ miễn dịch của trẻ.